Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có cuộc tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đi kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Điều này cho thấy tầm quan trọng, ý nghĩa liên kết tạo động lực phát triển vùng, mở ra không gian phát triển mới của dự án quan trọng quốc gia này. Dự án đường vành đai 4 được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng chiều dài gần 113 km, tổng mức vốn đầu tư gần 86.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km thuộc địa bàn 4 huyện Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành công tác tổng hợp số liệu giải phóng mặt bằng tổng thể, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt. Đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, tỉnh đã tạm ứng kinh phí 42 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã tích cực thực hiện rà soát, quy chủ đất, vận động nhân dân sớm di chuyển mồ mả, xác định vị trí khu tái định cư, xây dựng nghĩa trang mới. Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương thành phố Hà Nội cùng hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên chủ động tích cực giải phóng mặt bằng cho dự án, nhất là vận động nhân dân chủ động di dời mồ mả. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc phối hợp chặt chẽ và sáng tạo của ba địa phương, nhất là ba đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, khâu quyết định tiến độ các dự án. Về các vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải quyết ngay theo thẩm quyền. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là làm ngày, làm đêm, tranh thủ thời tiết thuận lợi và người dân ủng hộ để thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công đồng loạt các hạng mục dự án ở cả 3 tỉnh, thành phố vào tháng 6 năm 2023. Tư vấn rà soát lại xem là cái tổng vốn đầu tư như thế có thay đổi không và thay đổi bao nhiêu, và cái hướng là thế này, chưa vượt tổng mức cứ cho làm. Cái thứ hai là trung ương và địa phương sẽ tiếp tục chia sẻ nhau về cái tăng thu, cái vượt thu của ba địa phương để dùng cho cái này, và trung ương cũng hỗ trợ. Tôi đề nghị là các cái nút giao, ví dụ nút giao đây, cái nút giao này phải trở thành một cái sản phẩm du lịch, và các cái nút giao đều phải thế để tạo cái cảnh quan đô thị.